Đó không phải thấy rồi. Sao? Vô chưa? Sao? Sao mà cố? Bởi vì không có cá nhưng có ốc. Bù lại. Cưng quá vậy. Cắn á. Ừ. Đâu đây? Này. Giống như con rùa bữa hổm mình không ta? Ừ. À. Đẹp quá bạn ơi. Thôi thả đi, tội nghiệp không quá. Tí nó bò xuống. Anh mình đang chuẩn bị làm chỗ nướng ốc nha các bạn. Bây giờ cô ba sẽ nướng ốc cho con ăn nha. Ngon không? Đây là nước mắm tiêu nha các bạn. Thì có tiêu nè, có đường nè, có mỡ nữa các bạn. Cô giáo mình bỏ vô để mình nướng cho nó thơm á các bạn. Wow, nguyên một hào ốc luôn. Đây là ốc mà mình với anh mình bắt bữa trước đó các bạn. Ốc to không? Đó, còn những con ốc nhỏ là mình để lại và mình nuôi thôi. Bây giờ mình bỏ lên và mình nướng đây. Đồng tiền ghế yêu nha. Nhớ nhớ. Cái lửa đèn hồi luôn. Nóng chưa? Wow, tuyệt vời luôn, ngon không? Nè, ngon quá.
các bạn ơi, các bạn hãy về quê của mình đi. Quê của mình là quê xứ dừa các bạn. Thì vào mùa mưa mình đi soi buổi tối thôi là ốc bu nó sẽ nổi lên. Anh mình nói thì trời mát thì nó tự nổi luôn, mình vớt rất là dễ luôn. Còn hôm qua thì mình có thể vớt buổi tối và buổi sáng nữa các bạn. Mà thì, các bạn mà anh mình vớt không chứ mình đi coi thôi. Đúng rồi, anh mình vớt không rồi các bạn ơi. Mình chỉ là đi coi, đi cắm câu, cũng đi coi thôi hà. Nhưng mà rất là vui luôn. Các bạn nào mà muốn trải nghiệm về Bến Tre thì các bạn hãy nhanh tay comment ở bên dưới nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu mà các bạn thấy clip này hay thì các bạn cho mình một like, share, subscribe cho mình nhé. Bye.